Rồi hello cả nhà. Rồi đầu cái video cho Hằng xin mượn cái video để giới thiệu cái sản phẩm một chút. Thì thực ra luôn luôn nào cái video của Hằng á, Hằng cũng nhắc nhở tất cả mọi người là khi mua cái sản phẩm collagen này của Hằng á thì phải gọi đúng số điện thoại của Hằng là 408-206-1934. Nhớ gọi đúng số điện thoại của Hằng. Và số điện thoại của Hằng luôn luôn nổi ở trên cái màn hình YouTube của các bạn đang coi. Thì mình gọi đúng số điện thoại và được nói chuyện trực tiếp với Hằng để được mình mua đúng cái sản phẩm nha. Còn hiện nay trên thị trường rất là nhiều cái người đã dùng cái phim của Hằng để họ đăng lên, họ nói là bán bột collagen của Hằng Kali, nhưng mà họ bán cái loại khác, bán cái sản phẩm tầm bậy tầm bạ. Còn muốn mua cái sản phẩm collagen gọi là nguyên chất 100% được làm tại Mỹ của Hằng Kali là phải gọi Hằng Kali với số điện thoại là 408-206-1934 để mình được nói chuyện trực tiếp với Hằng để mua đúng sản phẩm nha. Còn Hằng xin gửi lời tới tất cả cô chú anh chị em mình. Thì cái video luôn luôn đầu video Hằng gửi một chút cái giới thiệu về sản phẩm. Nếu như mà khi cô chú anh chị mình xem phim mình không có thích nghe về cái sản phẩm Hằng đang nói thì mình kéo cái video qua khỏi cái đoạn mà Hằng giới thiệu, thì mình coi những cái phim mà Hằng review cuộc sống hay là review những anh em trong chương trình của Hằng, hay là Hằng đi suối đi phát đồ ăn, thì đó là những cái thước phim Hằng đăng. Nhưng mà đầu video Hằng luôn luôn gửi những cái lời giới thiệu sản phẩm của Hằng. Thì nếu mình có nhã hứng để mình nghe cái sản phẩm tốt cho sức khỏe của mình thì mình nghe, còn mình không thích thì mình kéo bỏ nó qua để mình coi phim, không có sao hết trơn ha. Hằng luôn luôn cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã luôn luôn ủng hộ Hằng Kali và đã coi kênh YouTube của Hằng bấy lâu nay, rồi uống bột collagen của Hằng nữa. Thì đó, Hằng luôn luôn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi sau đây cô chú anh chị em sẽ nghe Hằng giới thiệu về cái sản phẩm và nghe những lời chia sẻ của khách. Người ta đã uống và người ta đã nói đây là những lời thật tới 100% nha. Đôi khi mình nghe để có thể ai là người trúng trong những cái mà mình có cái bệnh như vậy, hay là ai là người phụ nữ mình muốn đẹp thì luôn luôn mình cũng lắng nghe những cái đó để mình muốn đẹp giống như người ta, đúng không? Ok, rồi mời tất cả. Sao? Bột sao vậy? Xin lỗi em, chị không có hiểu cái vụ mà người ta gói hai hộp vô một chỗ. Cái chị tưởng là bị hụt cái chị gọi chị Sơn cái chị kiểm tra lại, cái chị kiểm tra lại nên chị mới xin lỗi em đó. Không có gì, không có gì chị. Trời đất ơi, mấy em cứu nội nhà em gói ha. Gói đi, gói chồng vô bột nắm vậy nè, gói chồng vô hình ra là mấy chị không có biết, mấy chị tưởng đâu là ông cứu nội bình đó. Vô lấy giùm hai hộp bột collagen. Ông cứu nội bình gói vậy đó đâu, em nói là thế nào cũng có khách công lên là có nữa. Đi núi lội núi không đó ha. Rồi chị, rồi tốt là ví dụ chị là hình như là 30-40 hộp rồi hả? Nhiều đó. Của chị chắc cỡ 50-60 hộp rồi. Ôi là trời, đương nhiên là tốt cho sức khỏe của chị mới mua vậy chứ không tốt mua chi, đúng không? Để dành. Tại chị nghe em nói gì tháng 10 không đi bắt, hồi năm ngoái chị đi coi em là tháng 10 đâu có hộp, đúng rồi. Đúng thấy. Rồi, chị nhớ là tháng 10 hay năm rồi là bị gián đoạn không có hàng không? Tại vì cái cá này người ta đánh bắt vào bắt đầu nó gián đoạn cá ít tới 4-5 tháng lận, thì tới tháng 10 bắt đầu là cá này nó ít lại rồi, thì khi cái cá ít người ta ra đâu có kịp cái da để người ta sản xuất đâu đó. Mai nghe nè, mà mai hai thằng em nó cứ ghẹo chị suốt nó nói chị chồng mà uống chi cho mẩy này mẩy nọ. Trời đất ơi, không có chồng mình uống cho nó đẹp, mình uống cho nó trẻ tuổi xuân mình chứ đâu cần uống có chồng đâu. Hai chị em cái đó là người mình bây giờ nịnh Hằng cũng cho chị được cái gì đâu, đúng không? Đúng rồi, cái này là tốt cho chị mới mua chứ đâu phải chị nịnh em mà chị mua chi, giờ uống tới 50-60 hộp rồi. Dạ, luôn á, căng bóng ai cũng nói chị thì nói chủ bột á, cũng nhiều bạn chị chia vậy là chị lại giùm chứ chị đâu có bán buôn gì đâu em. Da là căng bóng nè, mà em thấy chị đi núi, chị quay phim cho em coi, chị lội núi vậy luôn đó hả, leo núi chứ? Nhiều lắm, nhiều clip lắm. Ôi là trời. Da. Đi khỉa đó. Nhưng mà hồi trước chị chưa uống bột, chị đi có khỏe không? Cái này em hỏi thiệt. Hồi trước á. Đi,
Không em ơi, chị đợt mà chị đi xuống miền Tây á, à. Cái lên chùa, cái chùa đó ngay ngay chỗ ngay Châu Đốc á, mà chị leo đâu được cái mấy đứa kia đó. Chị ơi, chị đi tới đây rồi mà chị không lên lại Phật thì uổng á, chị ráng chị đi mà hai cái chân chị nó cúng mà nó xưng chú vô luôn. Trời ơi. Mà à giờ tới giờ đó hôm qua chị cho tụi nó coi chân chị đâu có sưng mà đi phe đó. Là uống bột collagen của hàng Cali không đó. Mà chị mới mua của em chứ mắc gì à. Em nghĩ đi một hộp 2 triệu mấy về tới Việt Nam mà. Đúng rồi. Mà đúng rồi, mắc gì ai đâu mà đi nịnh mà đi mua vậy làm gì chứ. À chị hơi bị nhiều tiền mấy em, mà từ lúc uống bột của em mà chị không tốn một đồng gì của bác sĩ nữa rồi. Thấy chưa? Thì cái đó nè, em nói thiệt với chị. Chị tốn tiền bác sĩ mà thuốc tây á, nó chích những cái vô khớp xương mình hoài đâu có good đâu, hay là chị uống đâu good. Nhưng cái này là tại mình thiếu collagen, thiếu chất nhờn, thì chị đưa nó collagen đúng nguyên chất vô là nó cung cấp chất nhờn khớp xương, là chị cảm thấy khỏe nhẹ cái khớp xương mình thôi. Đó. Chị tiền lắm, lúc đầu chị mua của em được á, chị bức rứt con chị nói hay là anh chị bỏ quọng không có biết sao tại vì tôi thằng nó lấy. Nhưng mà bây giờ uống được rồi cái là quá trời khỏe luôn, quá trời đi chơi vui luôn, độc thân vui vẻ mà em. Đúng. 58 tuổi khỏe không? Đúng rồi, chị đi em thấy khỏe quá trời luôn, 58 tuổi mà lội leo núi gì đó trời. Cho em coi, em cho khán giả coi, chị không có sợ cái vụ đó đâu. Mình dạ đúng rồi, chị leo núi chị nên mang mấy đôi giày bata đó, chị đừng mang dép lỡ cái nó dấp cái chân mình đó. Có giày chị dám mua đôi giày 5 triệu mấy thôi chị. Không có mang chị chơi vậy đó hả? Ừ, nó quan trọng là đôi giày chị lội bộ nó nhẹ. Nó mua bên Đức gửi về em miên tem đó. Nó mà đi bộ nó không cần mắc tiền, nhưng mà quan trọng là đôi giày nó phải nhẹ, phải dễ đi đó. Để... đâu có biết đâu, cái chị mua mà mang cũng êm được, chị đi chơi mang cũng êm, nhưng mà sao không mai mốt á, để mà nếu em đi shopping mà em giày chị mang chân số mấy, cái em thấy giày nhẹ để đi bộ được á, em mua giùm cho. Nếu mà chị có mua có mua bột nó em gửi cho. Nó rẻ, nó không có mắc đâu. Mua cái loại không cần mắc, nhưng mà mình đi bộ nó nhẹ để dễ đi, tại em lội bộ á, em đi leo núi ha, lội bộ em cũng thích mang cái giày vậy đó. Không cần mắc tiền, nó nhẹ nhưng mà nó rất dễ đi nha. Tao mua hộp và bộ mình nhắc nó dài tới dài. Ở trên Việt Nam chị là chị mang bên bọn nó kêu là số xay nước ngoài 35 cộng gì đó. 36 chắc là chị mang khoảng xay 6, số 6 không? Nó hơi đồng cộng tí xíu đi, tự gì mình mang đi trên đi bộ mà chặt quá không được. Không, bây giờ chị mang đôi dép ở Việt Nam số mấy chị nói thử đi em biết à. Số Việt Nam chị mang 36. 36 thì bên đây có thể thôi, giày cỡ size 7 đi bộ, cỡ size 7 đi, 6.5 size 7. Yeah. Là đi bộ, đi bộ nó khỏe, nó nhẹ, nó rộng á, dễ đi, mang đôi vớ vô dễ đi. Yeah. Tụi nó nói bà có tiền mà mới mua kiểu đó, chứ tụi tôi muốn uống tiền mấy đứa nó kìm, nó có tiền tụi nghiệp em nó bán cực khổ, nó đâu có tiền. Nói mày đi. Ăn đi. Mày bỏ heo cái mày đừng nghĩ tới 100.000 đó rồi mày bớt mập. Dạ đúng rồi, chứ lại uống cái này nó không phải tốt cho xương khớp không, tốt cho tóc, cho da, mà nó làm mình trẻ đẹp nữa. Nó hiền hiền lắm, đủ thứ luôn, nhiều khi người ta chưa từng uống, người ta không có tin. Chưa từng uống, ta không tin chị. Cái này em nói thiệt, mà khách của em ở Mỹ mà mấy chị coi kênh em á, cái mấy chị nghe hoài, nhiều chị không tin, không uống chị. Cái khi uống thử rồi là mấy chị tự nói với em, mấy chị nói khi uống rồi mới biết là những cái lời chia sẻ của khách là thật chứ không phải là giả. Đó. Nói thiệt với em, ai có coi kênh em mới biết, còn không ai coi là biết. Người ta không coi, người ta không biết, người ta không tin đâu. Người ta cứ nói, ô con này quảng cáo, bán quảng cáo cho cố, hay nói vậy. Em nhớ lúc đầu tiên mà em uống em thử nghiệm đó, sau này em sẽ bắt đẳng tập cho đến mà người coi lâu lắm rồi. Đó, ai mà theo dõi em từ bắt đầu mà em uống sản phẩm và em có nói cái gì em đã thử nghiệm trước đi rồi em mới đưa ra cho mọi người, là em đều thử trên người em trước một thời gian rồi em mới đưa ra em bán vậy đó. Để cái clip bỏ hết nha em. Nhiều khi lại coi đi coi lại. Không đủ phim coi thì coi đi coi lại luôn hả? Dạ. Yeah. Rồi bột nấm nè, bột nấm là về tới chị cũng uống bột nấm này ha. Rồi đó, chị bữa chị đi khám bác sĩ, cái bác sĩ nói chị bị cao máu phải uống một ngày một viên thuốc, chị lặt đặt chị mua nấm hộ hộp. Đúng á. Rồi, chị có uống bột nấm đều mỗi ngày chưa? Mới nhận được cái đó. Ok, bây giờ mỗi ngày chị uống một muỗng đầy trong cái hũ đó thôi, một muỗng đầy mà uống lần thôi nha.
chị uống thử chừng 3 tới 6 tháng đi, nhớ uống liên tục 6 tháng rồi chị đi thử máu lại. Thử máu lại. À. Hả? À, đó, cái bột nấm này nó có nhiều thứ tốt lắm. Nó có nhiều loại nấm mà nó ngăn ngừa ung thư nữa, hoặc trị bệnh ung thư nữa đó. Còn cao mỡ cao máu là cái rít nhất mà tốt cho tim mạch. Mà đường nha, nếu ai có đường cao uống đi nha, tiểu đường nữa, tại vì có một cái người khách là gọi lại nói đi thử máu, bác sĩ nói có cử ăn không, tại sao đường từ 7 chấm mấy mà hạ xuống còn có 6 chấm mấy trở lại đường bình thường. Đó, cái nấm này nó giúp cho đường đó, nếu mà ai đường cao hay tiểu đường uống cái nấm này. Dạ. Em nghĩ đi, mình ăn chơi á, nhiều khi mình đi này không biết nhiêu tiền. Không biết sao? Nhiêu. Cái này cho sức khỏe mình sao mà tiện. Ừ. Mình phải sức bản thân mình chứ, rồi có sức bản thân mình chơi thì cho. Đúng rồi, giống như mà mấy chị thường thường làm kiếm tiền á, em nói trời ơi Hà Tiện không có sức khỏe sao kiếm tiền. Giống cái chị kia, chị ở ngoài dùng làm cá là ở ngoài miền Trung á, mà chị nói á, là hồi trước đó ngang là chị cái tay cầm cây kéo để cắt cá cắt không nổi đó, mà chị nói bây giờ chị nói không Hà Tiện nữa, mà chị mua lần bây giờ mới đặt em đơn hàng 40 triệu. Chị nói giống như là thần thánh luôn. Cái này là chị nói thiệt mà. Cái giờ của chị bển đi làm á, cho nên là em review không được. Em nói ngày nào chị nghỉ đi rồi để review cho mọi người nghe. Chị nói chị uống mới có 7 ngày thôi, chị không có tưởng tượng được, chị nghĩ đó là thần thánh. Rồi bây giờ là chị phát ra cho mấy anh em trong gia đình ai bị đau nhất là uống á. Chị nói cái kéo chị cầm là tay quíu luôn, cứng ngắc, cắt cá không được. Đó. Em biết không, bước giường là hai cái chân nó cụm lại luôn, bây giờ khẽ re luôn. Dạ. Yeah. Nhiều người nói y chang, cho nên nói là ai mà uống rồi là đều nghe những lời chia sẻ này là ai cũng tin là thật. Tại người ta uống rồi trên cơ thể người ta hiểu được đó là thật hết á. Yeah. Mà không có làm sao mà mua cái tiền một lần chị chuyển em hai to được sao, tặng 7 mà hơn 7 mấy. Đúng rồi, chị mua em nhiều lắm rồi. Em khách em ở Việt Nam mua một lần nhiều lắm. Thử 14 hộp về uống xong chừng 2-3 hộp tốt quá, cái giới thiệu chia người ta cái sạch rồi hết rồi cái bắt đầu mua tiếp. Đó. Khách em uống mấy chục hộp không là nhiều lắm đó. Có một chị nó mua quất lần 30 hộp luôn. Nói chị nó về, tại vì không phải là uống không, mà đôi khi cái mấy người kia cái nghe nói tốt quá, cái người ta chia cái thôi, thấy gì chia cho người ta vậy đó. Một số người ta thích, mà có một số người ta rất là thích, người ta không có tiền tội nghiệp. Cái đó người ta không có tiền chị. Cái tương dùm dùm không á. Dạ. Có một lấy liền chi dùm, chứ còn người ta phải đợi trước này kia em chi dùm, bất kể đi. Đúng rồi, về thì chị chi dùm thì chị lấy 2 triệu chẳng một hộp vậy đó. Nghiệp đó. Mình chi dùm mình đưa qua 2 triệu chẳng vậy đó. Dạ. Yeah. Vậy là coi như là bây giờ là từ hồi mà chị uống bột này là chị đi phơi phới rồi đó. Phơi phới luôn. Mà đẹp, da chị thấy bóng quá trời luôn hả? Căng luôn á, ai cũng nói nhìn trong hình à, mày vậy chứ hoài cũng đẹp hơn đó. Dạ, yeah, căng bóng lắm chị, cái đó là chị tại chị uống nhiều rồi. Chị uống nhiều rồi, nó dồn trong cơ thể chị đẹp nhiều rồi. Dạ. Yeah. Đó. Uống không sợ, uống mà trời ơi, chị đi chơi chị cũng mang đi chung. Đúng rồi, đi đâu cũng mang theo, nhiều người đi đâu cũng mang theo như cái bảo bối của mình vậy đó. Tết đi chơi Đà Lạt hay đi, nói chung là cứ chỗ nào thì chị cứ mang cái tủi này cái đó trong. Yeah. Người chị đi. Đúng rồi. Này là giống cái bảo bối đó. Em mà tối ngủ à, quên là chạy ra cũng phải quậy uống xong rồi mới vô ngủ đó. Không có bỏ tự. Dạ. Rồi sợ quên lắm nha. Dạ. Yeah. Uống là phải uống đều như vậy đó, để nó giữ cái collagen trong cơ thể mình thì mình sẽ khỏe à, không có đau nhức nữa. Dạ. Da chị nó khô mà uống cái đó giờ chân tay rồi người chị ha, nó mỡn đó luôn. Nó mỡn, đúng rồi. Đó, có nhiều cô ở sao xe tới nhà mua uống cũng nói vậy luôn đó. Cái đó là có đó, có hết á. Dạ, tốt lắm. Dạ, yeah, nói chung cái này là sản phẩm này thật sự á, khi mà em đã dùng trên cơ thể em biết rồi, em mới bán đưa ra thị trường. Ngay cả khi mà cho dù mình kinh doanh đi, nhưng mà cái gì, rất là nhiều người mời em những sản phẩm khác, nhưng mà em chưa thử là em không bao giờ dám nhận. Em không có ham lời đâu chị, cái đó nói thiệt. Cái tánh tình của em á là, yeah, là thẳng thắn. Dạ, yeah, đúng rồi. Ai mà coi em từ xưa giờ là hiểu em đó. Em nói em không có thích là ai kêu đưa cái gì cũng lấy bán đi có lời được, em không thích đâu. Em nói cái gì là phải ra cái đó,
Giống như khi em nhận một cái sản phẩm gì bán là cái gì phải ra cái đó là em phải thử trước, rồi em biết đó tốt hay không, tốt cho mình, tốt cho người tiêu dùng thì em mới nhận vậy đó. Dạ tính toán gì đâu dạ đó, mấy chị coi em năm sáu năm mấy chị biết hết rồi. buồn đó, buồn. Em Việt Nam á, clip nào chị cũng coi luôn mà, dạ đúng không? đó, về Việt Nam clip nào cũng coi luôn ha. Biết bao nhiêu người luôn á, cũng tay em giúp không á. Thì đó, chị thấy bên Việt Nam về cái đợt đó em là đi mua vé cứ mua lần 4 tuần đi về, mà qua bển kéo cái phải dời vé ở lại 2 tháng. Cứ vậy không đó, trời ơi, bển bị kéo, bị níu, rồi bị nghèo, bị khổ nằm đó, rồi cái nó kéo mình dây dưa mình không đi về được. Ông mà bị gài xe lửa má ông sát bên nhà chị nè. Ồ vậy đó hả? Ồ là ai, là Thi Nà hả? Dạ ông Thi Nà đó. Ồ ông, trời ơi, ông Thi Nà là nhà má ổng, là sát nhà chị luôn hả? Đúng rồi, chị mỗi ngày chị chơi má ông, nói chuyện mấy con coi ông bỏ clip Thi Nà luôn á. Thì đó, cứ là mỗi tuần, cách tuần 10 ngày là cứ kêu em, mà hổng ngày là cỡ 10 ngày không có kêu là chắc vô bệnh viện á, là cứ kêu đem đồ ăn rồi cho tiền cho này cho kia vậy đó. Cảm ơn clip cái miệng ông. Cái miệng dễ thương lắm. Ok chị, rồi thôi vậy đi, không có gì đâu ha, rồi chúc chị nhiều sức khỏe, tươi trẻ đẹp mãi nha. Đó, thấy không, bây giờ là ai ai không có chồng uống bột hay là uống bột collagen hàng kali là muốn chồng. Là muốn lấy chồng liền á. Tại vì đẹp quá rồi sao giờ. Thì chị ơi, vừa khỏe nè mà vừa trẻ nè, da vừa đẹp vừa sáng nữa nè, rồi tự nhiên tinh thần thì thoải mái nè, trời ơi ơi vui vẻ nữa đó. Đúng rồi chị ơi, bây giờ có tiền mà ôm đó 1 tỷ mà bệnh thì lấy gì vui, phải không? Cho nên em nói sức khỏe là quan trọng nhất đó. Chị đi Trung Quốc á, chị gặp ai ông bác sĩ mà đốc luôn á, ổng nói uống cái này gì tăng nữa cô, là mình thấy là mình vững luôn. Chị đem theo, chị đem theo uống cho nên chị cho ổng coi, giờ ổng nói uống cái này thì còn gì bằng nữa đó. Tại vì khi bác sĩ mà cầm tới cái hũ bột này á thì người ta sẽ biết cái giá trị của cái hũ bột, nó có chứng nhận FDA, GMP rồi những cái gì ở trên đây làm tại Mỹ nữa thì còn gì bằng nữa. Chứ người ta bỏ tiền chịu ta uống mà ta không biết, ta cũng phải đi đi bác sĩ ta hỏi đâu đó rồi ta mới biết tự ta mua. Chị thấy mua lặt quá trời tiền luôn rồi. Thì đó, đúng rồi. Đương nhiên là bây giờ những cái khách của em á cũng nói y chang giống chị á, nói trời ơi tôi nịnh hàng, hàng cho tôi được cái gì, rồi mắc gì tôi phải mua cho tốt tiền, cho nên tốt cho tôi mới uống chứ, ai cũng nói vậy hết á. Chứ chị nịnh bệnh, là... chị bệnh hơi bị nhiều tiền đó, chị đi bác sĩ chục triệu hơn chị đâu có thành tâm. Wow, cứ mỗi lần chị đi bác sĩ chục triệu vậy, chị nghĩ đi, mình mua chục triệu đó mình mua được bao nhiêu hộp collagen mình uống, phải không? Tiêm chắc vô chai này chai nọ rồi thuốc bán tà le tùm lum về uống có hết đâu cưng. Trời ơi, đó thấy chưa? Mà Wow. là trong Vậy trong là ở bên đó có tiêm những cái chất nhờn vô đầu gối chị luôn mà cũng không hết đó hả? đúng rồi Chị tiêm luôn nhưng mà ơi, đó bởi vậy đó, sao ai thấy nó thần kỳ về cái collagen mà nguyên chất chưa? Thì tại vì cái da con cá khô lóc đó người ta đã nghiên cứu về tốt nhất cho xương khớp. Cho nên là tại sao mà riêng về cái collagen của em là nó lại good như vậy? Tại cái loại cái cá đó là nó tốt về cho đau nhức xương khớp. Nhiều người đi không có nổi, bữa chú kia ông tới cửa ông nói là kiếm cô Hằng để chia sẻ. Rồi quay phim cái người, cái cô đó cũng lớn tuổi rồi. Mà chú nói là nằm không có đi được đâu, mà uống 2 hộp bột đứng dậy đi và quay phim cho chú coi, rồi xong cái chú cầm cái phim đó đem lại đưa cho anh Bình, xách vô nó phải đưa cho cô Hằng coi, nói gửi lời cảm ơn dữ lắm, cảm ơn dữ lắm đó. Nó hay lắm, Hay tại collagen vô nó làm cho mình có cái sức khỏe, sức mạnh đó. người ta bán rất là nhiều collagen. Chị nói chung với em là không có thứ gì chị giống em á, không Dạ có thứ gì
Trời ơi em mà đó, mấy chị có cái tâm lý làm đẹp là biết hiểu em đó. Em cũng vậy, thích làm đẹp là ai nói cái gì đẹp, ai nói cái gì tốt là mua, nhưng mà nó không có kết quả. Thiệt, cái này em nói thiệt. Mình đương nhiên mình sợ già nè, sợ da mình nhăn nheo nè, rồi mình sợ là uống cái đó nó đẹp, uống đó trẻ là uống hết, nhưng mà em uống em thấy có gì đâu. Hơn cái Bolaren của em. Yeah, nhiều loại nó mắc hơn của em nhiều lắm mà không kết quả. Mà khách của em bây giờ là nói cũng uống nhiều thứ giống em mà giờ bỏ hết, chỉ uống của hàng Cali thôi. Yeah. Em nó uống là cái kia nó chỉ uống cho đẹp da này, cái còn của em nó đủ. Đủ luôn, về xương khớp, về tóc nè. Mà về cái phụ nữ mấy cô lớn tuổi á, mà đi vệ sinh lau chùi khô bị gác á, mà mấy cô nói bác sĩ phải cho thuốc bôi, mà bây giờ uống cái collagen của hàng Cali rồi không cần bôi thuốc bôi đó nữa, cái đó là nó nhiều thứ tốt lắm, cái đó là thiệt hết đó. Chị cũng biết là chị bị mổ ấy, cũng bị mổ không biết thành sạch được á, là hai con rồi chị không cần canh chị mổ ấy. Em uống nó rác, bây giờ chú uống cái này nè, trời ơi không phải nó gái luôn. Đúng rồi chị, tại vì thí dụ như nó khô cái đường vệ sinh, cái đường phụ nữ mình mà giống như nó mất hết collagen, nó khô, nó làm mình khó chịu chứ. Cái đó là thật ra, cái đó là cái bẩm sinh của cơ thể con người, bác sĩ phải dùng cho thuốc để bôi, cái đó là thật 100% đó. Nhưng mà nhiều khách của em uống đều nói khi uống collagen của hàng Cali vô không cần dùng thuốc bôi của bác sĩ nữa. Dạ yeah. Bác sĩ còn khen đó. Dạ yeah, đó thấy chưa đó. Cho nên là những lời đây là những lời thật của khách đó. Dạ yeah. Đó chị cũng là khách uống của em nè, mà nói cái này nói nịnh làm gì, nó dốc làm gì, đúng không? Không có nịnh. Không có nịnh đó. Em chị bên đây nịnh vậy thì đó, có gặp nhau đâu mà là cho được cái gì nhau đâu mà nịnh, phải không? Nịnh vậy à. Có sao nó vậy thôi mà. Ừ. Là mang được cái sản phẩm tốt cho dạ. Đến mình dạ. Nên là ai cứ nghe lời uống đi rồi thử cảm nhận. Uống mình mới cảm nhận được, còn nói thì ai mà nói được. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Khi người uống mới cảm nhận được cái sản phẩm của hiện tại mình đang nói có thật hay không. Nếu ai không tin chỉ cần thử hai hộp là sẽ biết cái kết quả. Không, em nói thiệt, em chăm sóc cái về cái mặt lắm. Tại cái da mặt là trên gương mặt quan trọng. Còn cái da bo... cái da thân thể em làm biếng lắm. Em có thoa không sức gì chân. Làm biếng đó. Nhưng mà trên mặt là em rất là quan trọng. Nói gì mà uống cho đẹp hay là thoa cho đẹp là phải kiếm. Đó. Ok chị, rồi thôi vậy chị phải làm gì làm đi ha. Rồi có gì khi nào uống gần hết thì nhắn em. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn em gái nhiều nha. Dạ. Em cũng nhiều, 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 nhiều. Rồi cảm ơn chị nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe, người trẻ đẹp ha. Dạ. Ok, dạ bye chị, dạ bye. Trời ơi đó, đây là những lời người khách mà ta nói cứ ngồi chia sẻ mỗi ngày đó ha. Cái này là thiệt luôn mọi người ơi. Nếu mà ai mà hồi đó giờ nó chưa có bao giờ uống cái sản phẩm mà Collagen UNK của hàng Cali bán á, thì mình cứ thử đi, cứ thử hai hộp sẽ biết cái tác dụng của nó. Ai bị đau tê tay tê chân nè, ngủ không có ngon, đi không có nổi nè, uống đi như là thần thánh gì đó, trời tôi không có nói dốc đâu. Dạ yeah, thử rồi mới biết, mới biết là đây là những cái lời nói thật hay giả ha. Còn cái về bột nấm này đây đó, nó sẽ có 75 đô thôi. Một hộp này mình uống cũng gần cả tháng trời. Nó tốt về cho cao mỡ, cao máu nè. Có nhiều loại nấm trị bệnh ung thư, ngăn ngừa ung thư nữa nha. Rồi nó tốt cho tim mạch nè, tốt cho đường nè, hạ đường nè, hạ huyết áp nè. Đó, cho nên là thử, cứ thử. Tại khách hàng uống đã có kết quả rất là nhiều người rồi. Chỉ có 75 đô thôi. Được nuôi trồng tại Mỹ, được làm tại Mỹ luôn. Cũng giống như cái bột collagen này, nguyên chất tới 100% được làm tại Mỹ. Nó được chiết xuất từ cái da con cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska. Thì tại sao mà người ta nghiên cứu ra cái con cá pollock này phải làm bằng cái da của nó để đạt một cái hiệu quả là cho người bị đau nhức khớp xương như vậy, hoàn toàn da cá tươi. Họ đi đánh bắt cứ một tiếng là họ phải vô bờ đó, đặng để kịp cái con cá tươi chứ không có đông lạnh, là vô người ta sơ chế để người ta lấy cái da. Thì người ta đánh bắt nhiều lắm chứ không phải là nói cái cá đó mà kéo lên 100-200 kg, trời mấy hàng tấn, hàng ngàn tấn, hàng ngàn tấn vậy đó. Thì vào cái mùa khoảng tháng 10
bắt đầu trong cái mùa lạnh, nó bắt đầu tháng 10 tới tháng 10, tháng 1, tháng 2 gì đó, thì bắt đầu không phải là nó không có, nhưng mà đánh bắt cái cá đó nó giảm, nó ít lại, nó ít lại. Cho nên là khi công ty cũng thông báo cho Hằng là nói là không phải là không có bột cho mình, có bột nhưng sợ trong những cái lúc mà cá nó ít đó, thì sẽ ra cái lượng bột không có được nhiều đó. Cho nên thì chỉ sợ là người tiêu dùng uống, khi những người uống được tốt á thì lúc đó nó gián đoạn thôi. Cho nên bây giờ nếu mà trong lúc hàng đang còn nhiều thì ai đã uống được thì mình cứ mua để mình để dành, tới khi cái mùa cá ít á thì nó có bột, có giới hạn, có lý mịch thì mình không có bán được cho nhiều người, thì sợ lúc đó gián đoạn bà con uống á, để không có giữ được cái sức khỏe, cái sắc đẹp của mình ha. Cho nên là ai đã uống được rồi thì nhớ mua để mà mình để dành đó. Còn ai chưa bao giờ uống cái bột này về đau nhức khớp xương, về da, về tóc, về phụ nữ thì mua thử hai hộp đi. Hằng nói thiệt, thử liệu trình uống hai hộp là mới cảm thấy nó có kết quả về đau nhức nha. Còn nếu mà mấy người muốn cho da mình nó đẹp, cho tóc mình nó mọc nhiều thì uống, mình kiên trì uống từ 3-4 tháng trở lên, mình cảm thấy tóc mọc rất là nhiều và cái độ rụng tóc nó cũng rất là giảm luôn ha. Người da muốn đẹp, muốn có collagen trong trên mặt mà nó bóng căng căng á, là từ trong cơ thể mình á, mình uống nó xuất phát từ cơ thể mình ra. Thì đây nhìn cái da Hằng thấy cái độ bóng không, bóng giống như dầu dầu mình tha vậy đó, nhưng mà không phải, không có tha dầu tha mỡ gì hết trơn á. Hằng chỉ uống collagen và Hằng xài cái kem dưỡng da của Hằng bán đó, là nó như vậy nè. Cái này mình nói thiệt, cái độ bóng nó vậy luôn á ha. Cho nên là khi uống, nó uống cái gì để đẹp, uống phải có thời gian, chứ không phải nói tôi uống vô có hộp 68 đô biểu tôi đẹp. Đâu có đẹp, đẹp ở đâu đẹp ha. Một hộp chỉ có 68 đô thôi, thì cứ uống là mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 muỗng vuông, có thể mỗi lần uống 3 muỗng cũng không có sao hết trơn, không có sao hết trơn. Cái này là nó giống như một cái thực phẩm chức năng, nhưng mà đây là một cái, nó làm thành một cái bột collagen gọi là nguyên chất tới 100%, không có pha chế bất kỳ một cái gì hết. Thì đây là có FDA GMP chứng nhận đàng hoàng nha, trên vỏ hộp nó có những cái gì đây, và được làm tại Mỹ. Thì nói chung về sản phẩm mà được làm ở Mỹ thì các chị em cô chú mình ai ở Mỹ thì cũng đã hiểu rồi, nó không phải một cái đơn giản được. Tại vì nói ở Mỹ miễn làm bậy một cái, hay là hàng khi nhập khẩu vô Mỹ nó cũng phải có chứng nhận rất là rõ ràng, hợp lý, hợp pháp mới được bán, chứ còn bán tầm bậy là chết. Cho nên là đây, ai cứ chưa bao giờ uống cái sản phẩm UNK collagen của Hằng thì cứ thử nha. Mà phải gọi đúng số của Hằng Kali là 408-206-1934. Nhớ gọi đúng số của Hằng và được nói chuyện trực tiếp thì mới được mua đúng nha. Tại hiện nay trên thị trường cái hàng giả này nó rất là nhiều luôn. Thì họ cứ dùng những cái thước phim của Hằng nè, những cái hình ảnh của Hằng ở trên cái phim mà Hằng đăng ở YouTube, thì họ cứ lấy cái hình ảnh đó xuống để họ đăng tùm lum để họ bán đồ giả. Thì Hằng không có bán sản phẩm này ở trên Facebook, mà Hằng chỉ giới thiệu sản phẩm ở Facebook. Ai có muốn mua thì gọi qua số điện thoại của Hằng Kali là 408-206-1934 để được order trực tiếp với Hằng, nói chuyện trực tiếp với Hằng nha. Đó, thì Hằng có một cái trang fanpage Hằng mới làm lại, trang trước là Hằng bị mất rồi. Thì Hằng Kali Cosmetic, cái mặt cái áo dài màu xanh, và Hằng Kali Channel, cái hình đại diện là Hằng chụp với mấy anh vô gia cư dưới suối đó. Cái hình đại diện là cái kênh Hằng Kali Channel á, là Hằng chụp cái hình với mấy anh ở dưới suối, với lại là có tích xanh ha. Hằng Kali Channel là có tích xanh, mà cái hình đại diện là với mấy anh vô gia cư dưới suối. Cho nên là mình khi mình đăng ký cái nick của Hằng mình để ý nha. Đó, để không thôi là vô đó giả nhắn tin mua nữa đó. Hello. Hello. À, ai gọi à? À, cái này là chị Mai ở bên Arizona á. À, nói đi chị. Chị gọi em là chị muốn mua collagen đó. Ok, chị muốn mua collagen thì chị text message vô cái số phone của em, tên với địa chỉ của chị, và chị muốn mua mấy hộp để em làm order cho. Ok, chị muốn mua 2 hộp thử đi, tại vì rồi. Tại vì chị thì thật sự ra thì chị làm nail nhưng mà tay chân chị cũng có nhức, nhưng mà nhiều khi cũng như là tại vì bình thường cũng uống collagen thường á. À. Nhưng mà chị thấy em quảng cáo thì cái collagen của em tốt thì chị muốn thử 2 hộp. Trời ơi, chị thử đi. Chị uống đi, nó khỏe mà, nó là chị uống nếu muốn uống để đẹp á, chị uống để đẹp á là cái thời gian chị phải. Ok rồi, nãy giờ đang nói mà có phone. Rồi phải gọi đúng Hằng Kali 408-206-1934 để được mua đúng cái sản phẩm của Hằng đang bán nha. Chứ mà còn nếu mà đi lên trên mạng hay là các website Facebook gì mua là giả đó, chứ không phải của Hằng.
Còn mua đúng của hàng là được nói chuyện trực tiếp với hàng, và hàng sẽ hướng dẫn cái mua như thế nào thì mới gọi là đúng của hàng nha. Ok mọi người, rồi chúc tất cả mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Nhớ là uống cái collagen của hàng thì phải uống kiên trì và uống đúng giống như là uống đúng giờ đúng giấc, mà uống đúng cái liều người ta hướng dẫn cho mình á, thì nó sẽ kết quả cho mình rất là nhanh. Ok.